Em vừa xong lô điệu trục rụt, điệu trục bọc đông, nó gỗ nhãn miệng miệng và để là cũng là gỗ nhãn, đông thì cũng là xử lý đông chống xịn. Anh em dùng thì sẽ sáng màu và biến màu, điệu sẽ đi kèm bao da của tuổi phụ, thì cả điệu cả bao da và kèm theo nút nỏ và nhật tan thì là giá sẽ là 550 ngàn này em ạ. Còn cái mẫu này á thì là gỗ gỗ mun, gỗ thì thường thường sẽ bền hơn là nửa và trúc, gỗ thì sẽ bền hơn anh em nhé. Đây thì sẽ dài hơn, đây là chiều dài là 42, rút ra thì sẽ là 55 cm, 55 hoặc 56, 57 gì đó. Thì còn cái mẫu này là sẽ là 45, 45, 45 thì sẽ rút ra là 60, 60 phân, 65 phân. Mẫu này sẽ rút ra 65 phân, chiều dài sẽ đựng nhiều khối hơn. Điều anh em mua của em thì sẽ được bảo hành, thứ nhất là kéo chỉ miễn phí, hoàn toàn miễn phí, bảo hành kéo chỉ. Và trong quá trình sử dụng á, anh em mà bị phai màu đông hoặc là ổ xịn màu đông thì gửi lại em sẽ đánh sáng làm lại miễn phí anh em nhé. Đây sẽ có hai màu, một màu đen và một màu nửa đen nửa vàng. Nó đem là tròn lọc cực kỳ kêu luôn. Đây điều điều đây kèm báo giá là 550, còn điệu gỗ mun kèm theo báo giá là 650 anh em nhé. Điều thì em sẽ không bảo hành về nứt nẻ ống, anh em sử dụng thì bảo quản cẩn thận. Còn nếu mà vân về phần kéo chỉ thì em sẽ bảo hành. Em còn rất nhiều mẫu mà anh em nhé, cần thì cứ liên hệ em có số điện thoại, rất nhiều mẫu. Nhiều ạ.